Trước đây, các nhân viên chuyên PR chỉ tập trung chủ yếu vào kênh truyền thông lan truyền Earned Media và có xác nhận của bên thứ ba đáng tin cậy. Tuy nhiên ngày nay, để thực sự nổi bật và có ảnh hưởng lớn tới khán giả, bạn cần phải cung cấp các loại kinh nghiệm truyền thông khác nhau. Đối tượng bị phân mảnh và tụ tập ở nhiều nơi khác nhau, trong khi số lượng các kênh tăng, khả năng tập trung của khán giả thì lại đi xuống. Các nhà PR chuyên nghiệp cần suy nghĩ khác đi về việc kết hợp nội dung, không chỉ dừng lại ở lan truyền nữa mà còn phải bao gồm cả các kênh chia sẻ, sở hữu và trả tiền nhằm có được sự chú ý của khán giả. Chúng ta cùng bắt đầu với kênh truyền thông quen thuộc nhất trong PR là kênh lan truyền. Lời nói của người khác về thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của bạn thường có trọng lượng hơn rất nhiều so với khi bạn cố gắng thuyết phục ai đó về giá trị của bạn. Truyền thông lan truyền có thể được phủ sóng ở cả báo in ấn, trực tuyến, trong đánh giá, bảng xếp hạng, thậm chí là từ ý kiến của khách hàng. Ngoài ra, nó còn phát triển dưới hình thức bài đăng trên blog. Kiểu kênh truyền thông này luôn phục vụ một mục đích cụ thể, nó tạo ra sự tin tưởng cho thương hiệu. Loại truyền thông tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn là kênh sở hữu Owned Media. Các chuyên gia PR đang có xu hướng chuyển qua truyền thông thương hiệu với một thông điệp đơn giản nhằm tạo ra nội dung thú vị và có ý nghĩa thông qua kênh riêng của họ nhằm thu hút một loạt các khán giả. Kiểu truyền thông này có thể dưới hình thức nội dung trang web, các bài báo trên blog hay bài viết trên các kênh truyền thông xã hội. Kênh sở hữu vẫn là một loại câu chuyện và bao gồm một loạt các nội dung nhằm khơi gợi sự quan tâm từ phía khán giả. Loại truyền thông thứ ba khá là mới mẻ đối với các chuyên gia PR, đây là kênh chia sẻ Share Media. Đây là nơi mà các kênh truyền thông xã hội của bạn phát huy vai trò, cho dù nó là Twitter, Facebook, Instagram hay bất kỳ kênh nào khác của bạn đi chăng nữa. Truyền thông chia sẻ là nỗ lực hợp tác giữa những thứ bạn chia sẻ với những khách hàng cũng chia sẻ trong các cộng đồng này. Đối với chuyên gia PR, truyền thông chia sẻ là cơ hội tốt nhất để tương tác và tạo dựng mối quan hệ sâu sắc hơn hay xây dựng lòng tin với những người muốn cảm thấy gần gũi hơn với thương hiệu của mình. Và loại hình cuối cùng là một loại hình khá quen thuộc với mọi người, đó là truyền thông trả tiền, paid media. Thậm chí cả trong những ngày trước đây khi còn tập trung vào xuất bản tác phẩm in ấn truyền thống. Nhằm mục đích nhất quán thông điệp và thương hiệu, các chuyên gia PR đã phối hợp với marketing nhằm tạo ra các bài viết quảng cáo, advertorials, hay còn gọi là các nội dung gốc hay nội dung tài trợ ngày nay. Các loại kênh trả tiền cho chúng ta tạo cơ hội tạo ra những câu chuyện có cái nhìn và cảm nhận của bộ phận biên tập. PR cũng đang học cách xuất hiện trên các chương trình của mình qua mỗi cú nhấp chuột, những quảng cáo hiển thị trực tuyến và xúc tiến truyền thông xã hội. Việc kết hợp các phương tiện truyền thông, lan truyền, chia sẻ, sở hữu và trả tiền rất cần thiết cho chương trình PR của bạn. Một sự kết hợp lành mạnh về mặt nội dung là cách tốt nhất để đảm bảo bạn đang tiếp cận mọi người ở nhiều địa điểm nơi họ tụ tập và trong phương thức tăng cường sự tương tác của họ với bạn. Bạn có đang tập trung chương trình của mình bằng cách kết hợp các phương tiện truyền thông hay không? Bạn có đang suy nghĩ về nhiều cách sử dụng PR và các loại nội dung khác nhau để tiếp cận con người hay không? Hãy chắc chắn rằng bạn đang kết hợp các kênh truyền thông lan truyền, sở hữu, chia sẻ và trả tiền nhằm tạo ra được kết quả tốt nhất nhé!